Tại siêu thị Bixi Đà Lạt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Hiệp và đoàn công tác đã khảo sát giá cả, tình hình kinh doanh và số lượng các mặt hàng thiết yếu. Qua đó cho thấy các loại nông sản thực phẩm từ rau củ quả, trái cây, thịt cá tươi sống, các thực phẩm đóng hộp, đường, sữa, dầu ăn, v.v. đều phong phú đa dạng và đảm bảo cung ứng thường xuyên, lâu dài cho thị trường. Giá cả các mặt hàng đều bình ổn, không tăng so với trước đây. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, siêu thị Bixi đã kéo dài thời gian phục vụ với việc mở cửa sớm hơn và đóng cửa muộn hơn thường lệ. Chúng tôi sẽ tăng cường thời gian mở cửa sáng sớm là từ 6 giờ và cho đến tối là sau 22 giờ. Nếu còn có khách nào thì chúng tôi vẫn tiếp tục tính cho đến hết khách đó. Do vậy, trước tiên thì thay mặt cho ban giám đốc siêu thì chúng tôi vẫn mong muốn là quý khách hàng là cố gắng an tâm trong cái mùa dịch. Còn về phía hàng hóa thì chúng tôi đã có kế hoạch từ trước trong cái mùa dịch này, thì là chúng tôi đã tăng cường đặt và trữ những cái lượng hàng nhu yếu phẩm chủ yếu là gạo, muối, đường, dầu ăn và đặc biệt là thực phẩm tươi sống. Kể cả thứ bảy nhật, cục quản lý thị trường Lâm Đồng vẫn bố trí 100% quân số trực để đi kiểm tra các chợ và các siêu thị để nắm được tình hình và để chấn chỉnh cũng như là để cho bà con yên tâm là trong vấn đề về cung ứng hàng hóa là rất đảm bảo. Và như hiện tại như là các chị thấy là hàng hóa rất là đầy đủ, cho nên là bà con cũng không nên lo lắng về vấn đề sợ thiếu hàng hóa. Lực lượng quản lý thị trường là thường xuyên là xuống các siêu thị như là các cái điểm mua bán hàng, các cửa hàng để là chấn chỉnh cũng như là không được bán tăng giá, là lại ép giá đối với người dân trong lúc dịch bệnh. Cũng như Bixi tại chợ Đà Lạt và một số chợ dân sinh trên địa bàn thành phố, song song với việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp chống dịch, các tiểu thương đã tập kết lượng hàng hóa, lương thực thực phẩm dồi dào, đảm bảo về số lượng và chất lượng, giá cả ổn định, chỉ có một số mặt hàng gạo cao cấp tăng giá nhẹ do giá xăng dầu tăng gần đây. Các tiểu thương cũng luôn ý thức rằng cần có đạo đức, lương tâm kinh doanh, không nâng giá, ép giá, găm hàng trong điều kiện dịch bệnh để giảm bớt khó khăn cho đồng bào của mình. Hàng đi chợ mua hàng tươi ăn là được luôn, không cần biết phải chữ hàng chuẩn hóa, tại hàng không thiếu, hàng rất là nhiều đó. Hiện Lâm Đồng vẫn chưa thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 hoặc 16 của Thủ tướng Chính phủ. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, giao thương buôn bán trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang diễn ra hết sức bình thường. Qua khảo sát thực tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Hiệp yêu cầu các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra giám sát, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nâng giá, găm hàng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các chợ phải làm tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, khai báo y tế, phòng dịch, kiểm soát người ra vào, đặc biệt là lực lượng lái xe, vận tải, hàng hóa, nhằm không để lọt ca dương tính vào khu vực thương mại. Mặt khác, lực lượng chức năng cần xóa các điểm buôn bán tự phát, vì đây là các điểm dễ lây lan dịch bệnh và không kiểm soát được người mua bán. Lượng hàng hóa rất dồi dào và bảo đảm cái nhu cầu của nhân dân trong cái thời gian hiện nay và sắp tới. Về cái dự trữ hàng hóa thì theo báo cáo cũng như là theo cái kế hoạch của sở đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng là phê duyệt á, thì cái hệ thống thương mại hiện đại hiện nay đang dự trữ hàng hóa là khoảng được 60 tới 90 ngày trong so với tiến độ như mua sắm bình thường. Còn nếu mà những ngày gần vùng dịch, ngày gần dịch mà tăng lượng người mua lên á, thì cái hệ thống vẫn bảo đảm được từ 45 tới 60 ngày. Và hàng hóa thì vẫn bảo đảm là về cái bình ổn giá. Để hỗ trợ kịp thời cho người dân khi có yêu cầu phản ánh về tình hình thị trường trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lâm Đồng cũng đã thông báo các số điện thoại đường dây nóng bao gồm 0913 934 739, ông Kiều Xuân Việt, quyền Cục trưởng, 0918 564 989, ông Phạm Văn Cường, Phó Cục trưởng, 02633 535 168, Cơ quan Quản lý Thị trường tỉnh Lâm Đồng. Với sự nỗ lực của ngành chức năng và sự đồng thuận chung lòng của nhân dân địa phương là điều kiện quan trọng để tỉnh Lâm Đồng vững vàng đẩy lùi dịch bệnh, ổn định cuộc sống và đảm bảo các điều kiện để tiếp tục sản xuất kinh doanh trong tình hình dịch bệnh khó khăn hiện nay.